Ngày 29 tháng 9, đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát đánh giá ngoài, công nhận trường mầm non Phú Cường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trường mầm non Phú Cường được thành lập năm 2002. Nhà trường có 18 nhóm lớp với 409 trẻ, trong đó có 3 chi điểm trường lẻ. Trong những năm qua, trường mầm non Phú Cường đã phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chuẩn về tổ chức quản lý, đội ngũ giáo viên và nhân viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất thiết bị, thực hiện xã hội hóa giáo dục, khuôn viên và phòng lớp học được đầu tư xây dựng theo đúng quy định. Cùng với việc được đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn. Hàng năm đều có giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ không ngừng tăng qua các năm. 100% trẻ được ăn bán trú, được học 2 buổi trên ngày. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương và nhà trường đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác chỉ đạo hiệu quả trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tận dụng tối đa cho trẻ được trải nghiệm, khám phá. Đối chiếu với các quy định về các tiêu chuẩn công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đoàn đã thống nhất trường mầm non Phú Cường đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận.